Đồ Gỗ Thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là tháng 6 2021, Đồ Gỗ Thầy Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng bộ nội thất phòng khách, gồm có một bộ bàn ghế nghe vào đỉnh cột 14. Bộ này là mẫu nghe là nghe 5 đầu, Thầy Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng theo đơn yêu cầu của gia đình nhân tài đến từ Yên Mỹ Hưng Yên, là hàng Đồ Gỗ Thầy Luân. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhân tài Hưng Yên. Vâng, thì mình khách đang thấy đây, bộ này có 6 món, một đoạn dài rất chia to và hoành tráng, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Và phía bên cạnh đây là một chiếc kệ tivi kiểu mõ đồng tiền, kích thước dài 2m37, được làm chất liệu vuông đá và toàn bộ cánh được chạm thủ công một tay, 3 ngăn kéo, 8 cánh được thủ công một tay. Thông tin chi tiết về các sản phẩm trên, các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thầy Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của gỗ. Hôm trước thì gia đình em Tài đã về cơ sở của Đồ Gỗ Thầy Luân tôi để ký nhận phần mộc của sản phẩm trên. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đóng gói đi bàn giao cho gia đình nhà em. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại trên màn hình, và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm mà tôi cập nhật hàng ngày. Hôm nay chúng tôi cập nhật rất nhiều các sản phẩm siêu đẳng cấp và đỉnh cao. Và một lần nữa thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình nhà em Tài và tại Yên Mỹ Hưng Yên đã tin tưởng dùng sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây, nhưng tại vì clip này chúng tôi chỉ quay hơi ngắn một chút thôi, bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị đi bàn giao. Và Thầy Luân xin trân trọng cảm ơn, và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip tiếp theo.